Hoa đẹp nhất vịnh Bắc Bộ. Đây gọi là hoa gì anh em? Hoa bóng hay hoa gì đấy? Mỡ là sao được? Em đặt như này, hỏi vài cân nhỏ thì sẽ không giảm lại. Để em thử. Chưa biết tên hoa này hoa gì. Đang bắt đầu lại. Hoa không dân Việt. Cái trường hợp này của Thảo thì Nhung xin vỗ tay, xin mua, xin quỷ, xin đầu hàng. Bóc hả? Đấy. À, mang mẹ bóc cho, nhanh mang mẹ bóc là Thảo mang mẹ bóc này. Nó thuộc cái dạng như đồ dung mềm có động tác. Chắc chắn sẽ bóc cho. Hả? Cái gì? Chị nghĩ mà ấy. Ừ. Hoa to vãi trời. Nhìn ta đây cháu hết cả mặt rồi. Ủa giời ơi. Mạnh mẽ lên. Nhiều lên thêm nhỉ. Thôi phải thế mà. Tôi còn sợ là tôi làm mạnh mẽ quá rồi này. Có hay thì muốn. Muốn con nam. Được đẩy. Ta sẽ chưa được rồi này. Được rồi. Có thể nó lao xuống. Chị đảm bảo 100% là nó không bao giờ ngã xuống đất. Thật không đấy chị? Không ngã xuống đất thật chứ? Thật. Mày không phải lo. Mày cứ lên đây. Xuống, nó còn ngon tận cuối lạng á. Theo tí lại nhìn không có dốc này. Hứa rồi nha. Nhất định không được để em hát được đấy. Yên